Diễn viên Hiếu Hiền là một gương mặt rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, không chỉ bén duyên với hài kịch mà anh còn lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh. Sự hài hước, hóm hỉnh cùng nụ cười sảng khoái đã tạo nên một nét riêng trong lòng khán giả về anh. Song hành cùng anh trên mọi hành trình sẽ chia từng khoảnh khắc, đó chính là người vợ Thùy Liên. Ngay bây giờ, hãy cùng giải mã cặp đôi này để hiểu thêm về họ. Dạ, em chào anh chị. Anh chị có thể kể cho khán giả biết là hai người gặp nhau trong một cái cơ duyên như nào ạ? Cái duyên nó đến là khi mà anh đang tham gia một cái bộ phim của ba Nguyễn Danh Tính, Bốn Thí Nghiệm Đêm Tân Hôn. Thì bà xã anh cũng là một cái người trong cái tuyến vai phụ. Chắc có lẽ thấy mình đẹp trai quá cho nên tự chủ động là xin số mình. Phải không chị? Đáng ừ, cái đi tự rồi. Anh ơi, anh ngang ngược quá. Cái dò gì mà xin số điện thoại? Nếu mà chị không xin số điện thoại thì ai chở chị về? À, chỉ là có gian anh Hiếu Hiền anh bị hiểu lầm rồi. Thua. Mình không biết số rồi bị bắt cóc làm sao? Rồi sao đó mà chị có tình cảm với ảnh? Tại ảnh dụ chị á. Trời ơi, cái vấn đề ở đây là không phải là ai dụ ai, chính là chăm sóc nhẹ nhẹ nhau thôi. Dạ. Thì dần tới nó mến nhau thôi chứ ai mà dụ gì. Trời nó coi nghĩ sao mà. Ảnh mua những món quà đắt tiền, chở đi chơi đủ thứ hết. Nhưng mà không chở một mình chị đâu mà chở hết nguyên gia đình luôn. Em biết được những món quà đắt tiền đó là gì không? Là gì anh? Sầu riêng. Thích ăn sầu riêng kinh khủng. Anh nói em một mình bả là có thể quất được 10kg sầu riêng một mình. 10kg sầu riêng một mình. Anh nói quá à. Nói quá gì chứ, sự thật anh quá gì. Còn kem á, cái thời đó là mẹ anh có cái quán ở ngoài quận nhất á. Kem cái cục mà tao nói nó bự cỡ này nè. Một lần 7 cục, em ăn nổi 7 cục không? Được luôn hả chị? Chị ăn kiểu đó mà ảnh không bỏ chạy. Anh mê. Không phải là mê mà cái vấn đề là anh thấy là lạ nhất trong tất cả những người đẹp mà anh thấy nên anh thích thôi chứ vậy đơn giản. Chỉ cần ăn 7 cục kem 10kg sầu riêng là anh hồi xưa đáng lý anh để ý là bé Tuyền Mập á chứ không phải bé này đâu, mà từ khi thấy bà này bà ăn hơn Tuyền Mập nữa thôi bắt đầu anh thấy thích rồi đó. Không, nhưng mà ít ra thì trên sóng truyền hình anh cũng khen là chị Tuyền ăn ít. Ồ đừng có giỡn nha, tại bé Tuyền nó ăn vặt rất là nhiều mà anh cũng nói với bé Tuyền rõ ràng đó. Ê bé Tuyền, anh nói thiệt với mày nha, cái tướng mày nó to nó mập nhưng mà thực chất là cái mặt em rất là đẹp và duyên. Đúng rồi, cho em hỏi là cái thời điểm mà khó khăn nhất trong hôn nhân của anh chị á là thời điểm nào? Khi mà có lần đầu tiên mà có em bé đó là dạ. Bé Banda đó thì lúc đó bà xã phải ở nhà và anh phải đi diễn xa, có khi cả tháng mới về một lần. Thời điểm đó là nó đâu có hiện đại như bây giờ đâu, nó cũng đâu có gọi điện thoại qua FaceTime hay là hình ảnh này nọ đâu. Nhưng mà cố gắng làm sao mà mỗi khi mà có cái thời gian rảnh rỗi cố gắng chạy thật nhanh về. Mà lúc đó thì anh có nhận rất là nhiều chương trình trên Sài Gòn, mặc dù mình đang đi diễn tỉnh mình cũng vẫn cố gắng bay về thật nhanh hoặc là sớm hơn chút xíu để thăm nhỏ người ở với lại lấy tay rờ cái bụng bầu chút vậy thôi. Khi mà chị mang bầu cho tới từ khi chị sanh là rất tuổi. Ngay cả thằng em trai nó chở đi khám mà bác sĩ tưởng đâu em trai là chồng của chị. Nó cũng chở đi sanh luôn. Lúc đó anh đang ở Cần Thơ, anh còn nhớ là lúc đó là mùng 9 Tết. Mà dự định đó là tại bà xã sanh mổ mà, đã được chỉ định là sanh mổ. Muốn cho bà xã sinh vào ngày mùng 10 để mình sẽ thu xếp mình về. Ai dè đâu tới ngày mùng 9 là ông chịu hết nổi rồi, ông đạp tay le chân rồi bắt đầu là bắt buộc là phải cho chồi ra. Đêm đó thì tới hồi gần đẻ gọi điện thoại anh đâu có bắt máy được đâu, tới gần gặp đâu là khoảng gần sáng á gọi điện thoại á thì tội nghiệp lắm. Trong thời gian mà từ ở Cần Thơ mà chạy về tới Sài Gòn khoảng 1 tiếng mấy thôi là tới rồi, về tới nơi thì đã sanh ra rồi. Thì còn nhớ rõ ràng luôn á là bác sĩ á chỉ nói ô Hiếu Hiền hả, trời ơi đi nè, đi đi vô đây hoàng tử nhà Hiếu Hiền nè, ẩm ra trời ơi tao nói cái mặt ổng dòm thấy ghét gì đâu, nó ghét xấu y chang như thằng cha nó vậy đó. Nhưng mà không biết sao càng ngày nó càng đẹp hơn cha nó. Bây giờ cộng đồng mạng ai cũng công nhận điều đó hết trơn. Thậm chí là Banda nó bén duyên với rất là nhiều anh đạo diễn, có mời bé lên casting để mà tham gia vai diễn. Cách tất cả hỉ nộ ái ố là ổng làm được hết. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là kêu bạn Lương Mạnh Hải bằng ba là không bao giờ kêu. Con nó có ba rồi tại sao lại bắt con kêu ba nữa? Trời đất ơi. Ngang bướng nó một đợt. Kêu cỡ nào cũng không ấy. Chú Hải còn trẻ măng à, nhìn cái mặt là biết chưa có vợ sao con kêu bằng ba được. Ôi đó con, lúc đó ảnh nhiêu tuổi? Lúc đó mới 4 tuổi à, ổng giải thích cho bằng được vậy đó. Vậy thì có một cái chi tiết đó là kỷ niệm 9 năm ngày cưới, anh Hiếu Hiền đã gửi những cái lời yêu thương có cánh đến chị Thùy Liên. Anh Hiếu Hiền có thể chia sẻ thêm về cái sự kiện này. Kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Hiếu Hiền với lại bà xã thì cũng rất là đơn giản. Đưa gia đình đi ăn, quay quần và lúc đó mấy đứa em vợ có đặt một cái bánh kem có hình hai vợ chồng cho đó.
Và điều đó rất là hạnh phúc khi mà cả gia đình cùng ngồi chung nhau, cùng chung một tiếng cười và cùng nhìn cái bánh và tất cả mọi người cùng chụp với nhau những bức hình.